ganyan yung deal. Ay, itong some, ngayon man yung talaya. Tayo na maumuhay na may thua ka generate talo ID na kanong Revit bao giờ nữa và tam bất là cái nông nắng cứ đài nằm mố viên miền hai hải ở sông tổ ID và viên miền hai sai nữa nhưng gọi cho nó cái nông mình nấy giờ mưa cái lại select by ID nữa và chẳng sông tổ select ID of selection nữa lấy dân select dân vô ID say mà phát cho chẳng gì tu tơ là cái nông nắng cứ viên miền là tạo sinh nhà vì hai sẽ hai hải là cái nông nắng này cứ viên miền ID nữa. Vì miền ID và xong thì dân trong sẽ bị chớn cứ cái miền ID ở Việt bà chẳng khi mà toàn to tới miền một cái là xa trong bị chọc tôn cho mua là ca trên ra từ lời ID như này của à, ta sẽ nhàn vì mối thịt về với mối cư về miền là bọc phía xanh xây bị khỉ bà chẳng là nóng nắng cư cho man ở tùm lẹ anh hiện ấy này anh ấy để được xa đây là một chuyện trốn chẳng cư về toàn certified thì Speckle mùi Power BI bản tay dân ai pra bản bản tay tôi dùng một chế giống môn nâng dân châu tập pra nâng 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 dân dân tập dân tập ca nâng nâng setting về sân chẳng ấy property với hay dân ta châu lại security nâng cứ dân vô về thu khăn khổ chẳng nhầm bằng hai nha chẳng bởi sân chỉ dân bao quy trị bình lãng hay vì lột màu bài nâng 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 châu lại option and setting hay dùng cho option nâng máu và hay và tập một tiết cứ dùng cho cái loại security này hay dùng cho cái loại này nè nè nâng vật chất bán nè chẳng mê ra extension rư cổ file nâng cứ việc toàn certified thì nè và chẳng đồ trang về certified vì dùng ra toàn cả chẳng hạn chẳng không nạ khá nâng cứ dùng cho mình nâng nở đó. À lấy dân bò mà vĩnh nghe con thấy thời ca tròn chỉ mà tròn chỉ vì vậy xin tục tròn chỉ đại nam môn tích để tôn chỉ môi nâng ca trên rèn từ lơ element nè tam phát với miên hai hỏi bà tam phát với miên hai là con ông thiện bảo viên nâng phần tay còn là tha ID môi nó cứ vì ở trên màu nâng kẹo gì bà ở trên nâng kẹo nó con ông trang schedule bây giờ gì chẳng đâm bay nghe xua đo tại sân nhà là vía chẳng dân thời ca trên ra tận năng hay nó có đông trạng và dân cư vì miền option sành cái hai chia chi để bảo vệ bộ ở chi UID và dân ngay pra pra tao rồi dạng bà nó còn tay nó không thấy cư dân đừng pra pra tao rồi ID nó dân đừng pra pra tao rồi ID hay bây giờ dùng transfer the ID đến từ Speckle hay run từ nó không Power BI của dùng Primavera mới đây dùng tới dùng Primavera tạo ra ID nhé chẳng môn nâng dùng bậc cao từ lớn đại nam màu nghe là không biết thử tại bậc cao chỉ xe Primavera mới để mình chua thá element ID và chẳng là không nâng cư thì ngọn thì bậc cao chỉ xe Primavera mới tuần máu và chẳng dùng vô bị trách nâng cơ bản nó dừng trách nhu bật hai mắt đồng bây ở cái chỗ này vậy dừng trách share paramite nâng máu bần tay nó dừng toàn nó dừng trách bật hai mắt chân cái lấy ní dâm đạo về tha element ID nha bà dừng tập xây dừng mấy cái đó cứ thơm mắt ao vô bị khóc nè cơ bản nó tài sản khăn thơm mắt ao vô bị dừng tập xây nó dùng mà đặng nó ní ở trong tài liệu này chân element ID và element ID dương element ID nhưng phải đầu vô chủ trị thách cho đời xảy dương mươi function nóng nóng nixon chia string chia string chia vô vị trị thách xâm dọn chân cái lại nâng cư nè tặng ngọt nế cho tụng nóng dương vô vị trị thách tới và vô vị trị thách dương ok về tới hay dừng lệnh lửa về nâng máu dừng xe về nữa và xe về đây những nhóm đạo về tới chia construction cho không nâng mặt cái trọng kia từ chẳng cái lãnh đạo đây thì dạy dỗ và chẳng chỉ tu tới nâng nông trạng nâng cứ thử ở miền
element ID នឹងដែរណានៅខាងលើគេ import គឺយើងដាក់វានៅខាងលើគេ import ដើម្បីឲ្យវាមានអត្តសញ្ញាណវានឹងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយកអត់ទាន់ run ដែរនៅ mode នឹងទេកន្លែងនេះគឺអត់មានទេបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានទី1អ្នកអស់គ្នាចូលទៅក្នុង manage ហ្នឹងយើងយកកន្លែងនេះកន្លែងតាក់ទង visual programming ណា visual programming យកពីតដៃណា mode បាទហើយនៅពេលដែលអ្នកគ្នាស្លាញ់ទៅវាហើយយើង follow ទៅតាម tool នេះតាមម្ដងបាទមិនទៅចាំពីរបៀបធ្វើទាំងអស់ទេណាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងត្រូវការអីយើងសើបើយើងទុកប្រើទៅពេលយើងត្រូវការយើងទីវាមកប្រើប្រាស់ណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ដែរបើកវាប្រើទេនៅនេះយើងខ្ញុំចុចពាក្យ I agree នឹងមកបាទ I agree ហើយយើងចុច confirm មកអញ្ចឹងនេះគឺជា dynamo គឺជាភាសាវាអាចថាជាភាសា programming ក៏បានដែរព្រោះវា convert ជាខ្សែក្រាបហ្នឹងណាដើម្បីធ្វើការ link អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើកវាមកជាទម្រង់បែបហ្នឹងទៅបាទហើយដល់អ្នកនរហ្នឹងយើង search មកណាយើង search ពាក្យហ្នឹងមក all element បាទ all element in active បាទall element in active view ណាយើងយកហ្នឹងមួយមកបាទហើយបន្តមកទៅគឺយើងស្វែងរកពាក្យថា element ជា parameter by name ណាបាទអញ្ចឹងយើង search ទៅមកសរសេរដូចគ្នាណា element ទៅជាប់ម៉ៅដល់ហើយចាំព្រឹក set parameter by name ណាអញ្ចឹងយើងសរសេរបែបហ្នឹងមកតាមពិតខ្ញុំក៏ copy file ឲ្យទាំងអស់នេះក៏បានដែរប៉ុន្តែចង់បញ្យល់អំពីរបៀបប្រើប្រាស់នឹងតិចតិចទៅបាទហើយបន្តមកយើងប្រើប្រាស់ string ណាអញ្ចឹងកន្លែងយើងវាយពាក្យ st string មកយើងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង share parameter វិញហ្នឹងគឺត្រូវសរសេរដូចគ្នាបើវាសរសេរខុសសរសេរខុសដូចគ្នាណា element id ណាបាទ element id ហ្នឹងគឺជា parameter name របស់យើងហើយបន្តមកទៅគឺ element id ណាបាទ element id គឺនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបញ្ជូនវាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបានណាមានខុសអីអត់មើលstring element id element id ហើយអានេះយើងបានជា id វាមកណាបាទបន្តមកទៅគឺកន្លែងនេះគឺយើង select យកវាមកយើងយក leg lacing ហើយយើងយក longest ណាបាទហើយយើងឥឡូវយើងយក run វាទៅបាទ run ទៅយើងមើល data របស់យើងអឺអឺ element id អត់ចាំអានេះអាចជា number បើសិនជាអត់ត្រូវគឺយើងត្រូវ run វាឡើងវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំឆែកមើលបន្តិចតើនៅក្នុង schedule យើងវា load មកឬនៅណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរបស់យើងវិញ minimize វាយើងបើកនេះវិញអញ្ចឹងអត់ទាន់មកទេណាអញ្ចឹងប្រហែលជា stringer ណា stringer អញ្ចឹងនេះខ្ញុំដោបើសិនជាយើងចង់ឲ្យដូចគ្នាតែម្ដងខ្ញុំ copy ID ហ្នឹងមកខ្ញុំសាកល្បងដោសិនណាដោយសារនេះវាអត់ដើរអត់ត្រូវវាអាចខុសប្រភេទពួកអា parameter វានេះចាំខ្ញុំលុបវាចោលសិនអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង share parameter នេះយើងលុបវាចោលវិញណាបាទមិនដឹងខ្ញុំយកវាជា text អញ្ចឹងខ្ញុំដោសាកវាយកជា tanker នេះវិញហើយខ្ញុំយកជានេះហើយខ្ញុំ share វាម្ដងទៀតយើងចូលជាក្នុងបច្ចេកនេះយើងលុបវាចោលទៅវាចាស់ណាអញ្ចឹងយើង add ថ្មីឡើងវិញយើងយក share parameter យើងយក select យើងយក element select all ហើយយើងយកវា construction ក៏បានដែរណាបាទហើយ ok level ទៅ ok បន្តទៀតអញ្ចឹងនេះគឺយើងបង្កើតវាអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតគឺយើង run វាផ្សារទៀតណា ok អញ
អញ្ចឹងដែរហើយណាយើងយកវាទៅជា in tangle ណាបាទយកវាជា in tangle អញ្ចឹងទៅវាដើរមកយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងរាំងខ្វោកនៅក្នុងហ្នឹងអត់ចូលក្នុង schedule អូននេះអាចាស់ណាអានេះខ្ញុំចង់ផាំងដែរយើង remove វាចោលទៅហើយយើង add តែថ្មីចូលវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា idea វាបាទនឹងគឺជា idea វាហើយបើយើងចង់ដូចខ្ញុំជឿទៅយើងជិះមើលមកនេះណាអឺកតុយ05 30.4605យើងចុចលើវាមកយើងចូលទៅក្នុងនេះមកអាមួយនេះណាបាទអញ្ចឹងអាមួយហ្នឹងគឺយើងអាចចូលទៅក្នុងម៉ាណេហើយយើងយកពាក្យថា select out ID of selection ណាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវា extract data information ហ្នឹងគឺចេញពីហ្នឹងហើយយើងបានហ្នឹងហើយដើម្បីយើងយកហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារផ្សេងៗអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺ step អ្នកអត់ត្រូវ add time កន្លែងមួយដែរតាមពិតខ្ញុំថាចង់បង្ហាញពីខាងដើមតែខ្លាញ់អ្នកអត់នេះពិបាកយល់ខ្ញុំចាំ add នៅចុងក្រោយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកអត់នេះរ៉ាន់មកព័ត៌មានទាំងអស់នេះfoundation មានពីរឯអូយើងយក active យើងមើលចាំមើលខ្ញុំដល់សាក view history ទីមកបាទខ្ញុំរ៉ាន់វិញភាសាទៀតបាទអញ្ចឹងវាច្រើនជាងមុនណាវាច្រើនជាងមុនយើងចូលទៅក្នុងកលំយើងមានស្លាប់អត់ឃើញទេហ្វ្រេមមិនអត់ឃើញហ្វាន់ដេសិនហ៎វារឿយមួយឯងយើងសើមួយទុកសិនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់នៅលើ desktop សិនទៅហើយយើងមើលខ្ញុំតម្លាក់ហ្នឹងទៅឲ្យណាជាងនៅក្នុងនេះគឺយើងមាន file dynamo បាទ dynamo ជាងនៅក្នុងនេះគឺយើងដាក់ឲ្យថា generate i element id ណាបាទតែមាន warning មួយ element ID នេះយើងមកអស់ហើយមានអី error family វាចេញដែរតើគាត់វាចេញមកមាន note ខ្លះណាអញ្ចឹង floor ក៏មាន column ក៏មាន wall ក៏មានអីក៏មានមកទាំងអស់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើង add វាបន្ថែមមក element ID របស់យើងបាទតាក់ទងជាមួយនឹង column តាក់ទងជាមួយនឹង foundation តាក់ទងជាមួយនឹង framing ណាបាទអញ្ចឹងយើងឆងលើមកយើងយក element ID នឹងដែរណាអញ្ចឹងយើង generate ម្ដងមកទាំងអស់តែម្ដងណាបាទហើយតាក់ទង wall មួយហ្នឹងបាទយើងឆោខាងលើដូចគ្នាមកហើយយើងយកអាហ្នឹងជា code ណាយក ID ហ្នឹងគឺជា code ហើយយើងប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺជា code របស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងទៅយើង generate វាអញ្ចឹងមកបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំសន្និមត់វិញបន្តិចណាអានេះនៅ30វិញយើង copy វាឡើងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចង់ស្រេពីខាងទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យបកមកវិញណាអញ្ចឹងនេះគឺជា column ដែលយើង copy ម្សិលមិញមកហ្នឹងហើយ base of set វិញយើងដកវា4ទឹកកន្លះណាបាទយើងតម្លាក់វាមកគោបាទទី1ទី2គឺយើងកំណត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យ
ព័ត៌មានការងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំស្លេចទាំងអស់នេះមកជើងក្រុមនេះយកមកឲ្យព័ត៌មានវាឲ្យសិនណាបាទឥឡូវតកតងជាមួយនឹង foundation អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំត្រូវការផ្ដល់លេខកូនណាអឺ floor ខ្ញុំដាក់ថា foundation យកណាយើងក៏សេឲ្យដូចជាមួយនឹងខាងលើក៏បានដែរគឺ01 foundation ណាបាទ01 foundation បាទទី2វាតកតងជាមួយនឹងitem អញ្ចឹង item ជា foundation work ចុះទីហោហើយអានេះគឺតកតងជាមួយនឹង code type អាចជាយើងអាចដាក់ជា concrete យើងទៅទីហោណាបាទយើងចង់ filter វិញជា concrete filter ជាអីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហាយវិញមួយចោលទៅយើងជួច x 12ដងណា x 2ដងទៅគឺវានឹងហាយចោលហើយអានេះគឺក៏ជា foundation ដែរបាទយើងឥឡូវត្រូវ assign នឹងសិនដើម្បីឲ្យនឹងអស់នេះស្រួលក្នុងការ filter អញ្ចឹងវា01គ្នា foundation ទៅ copy ទៅមកក៏បានណា foundation បាទហើយ item គឺឧទាហរណ៍ wall sum picture ឧទាហរណ៍ណាបាទហើយអានេះខ្ញុំដាក់ wall tag code tag គឺ item ជានេះហើយ wall tag គឺជា concrete ចោលឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ apply លើវាមកហើយខ្ញុំ hide វាគឺចុច h 2ដងណាបាទ h 2ដងមកបន្តមកទៀតគឺកលំណាខ្ញុំដាក់វាជាស្តាំកលំគឺខ្ញុំយកវាជាស្រាក់ច្រកលំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដូរឲ្យទៅរួមគ្នាវិញឡើយណាអញ្ចឹងនេះគឺជា foundation ដែរបាទខ្ញុំដាក់វាទៅក្នុង foundation ចុះ01 foundation តាមពិតកុំឲ្យយើងសរសេរខុសពាក្យយើងគួរតែ rename យកឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកប្រើប្រាស់នៅក្នុងនេះវិញណាកុំឲ្យវាខុសគ្នាទៅសេរទៅថ្ងៃក្រោយទៅសេរទៅមើលទៅខុសគ្នាណាអញ្ចឹង floor របស់យើងគឺកន្លែងនេះគឺ foundation ណាហើយនៅក្នុង code នេះគឺជាគេcode item គឺជា stamp column បាទហើយនេះដូចយើងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយើងយកវាជា concrete ឬយើងយកអីយើងអាច define វាបានណាបាទហើយយើង AP ដងទៅហើយយើង slide ម្ដងទៀតណាបាទយើង slide ម្ដងទៅគឺតកតងជាមួយនឹង structural framing ណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាជាលេខ2នេះចុះមូលហេតុដឹងណាមូលហេតុដោយសារអីដោយសារតែ element ទាំងអស់ level គឺហៅខុសគ្នាទាំងអស់ចេះអញ្ចឹងនេះគឺជា foundation ground នេះហើយនេះជាខ្ញុំដាក់ថាជា beam ចុះណាបាទ beam ហើយជា concrete ឬក៏ជាអីស៊ីសងទាំងអស់នេះdefine វាទៅណាបាទហើយ apply ទៅវាទៅណាហើយបន្តមកទៀតគឺអានេះ slab ណាអញ្ចឹង slab នៅជាន់ ground floor ដូចគ្នាទេបាទយើង define ឲ្យវាទៅរបងទៅរួមបិញយើង filter ទៅវាអត់វារត់ញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញនឹងឲ្យអានេះហៅថា ground slab ចុះទីហោបាទឬក៏យើងដាក់វាជា slab ក៏បានណាបងយើង filter យើង filter តាមជាន់អញ្ចឹងយើងដាក់ slab ទៅណាបាទហើយនេះគឺជា concrete ឬក៏អីអ្នកអនអាច define វាតាមតម្រូវការរបស់យើងព្រោះយើង select វាតាក់បេតុងតាក់តុងជាមួយកាំងវាបេតុងយើងអាច design វាទៅជាពុំក៏បានអីក៏បានណាបាទហើយជាចុងក្រោយគឺតាក់តុងជាមួយនឹង column ណាបាទយើងមើលមកគឺ column ហ្នឹងគឺយើងថា column ឈរជាន់ខ្ញុំអាចប្រើ column នេះគឺ column ជាន់ ground floor ក៏បានដែរវាតាមត្រូវវិញមួយចំនួនគឺគេហៅបែបហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកលំជាន់ ground floor អញ្ចឹងអ្នកអស់នេះ define ដូចគ្នានេះគឺជាការងាររបស់ structural កលំហ្នឹងឯងហើយស្តាំកលំដូរមកកលំក៏បានដែរហើយនេះគឺជា concrete យើងទៅណាបាទអញ្ចឹងយើង define តែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទយើង define ប៉ុណ្្នឹងទៅយើងមើលអស់យើងអស់ធៀបណាបាទយើងអស់ធៀបហើយអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះចុចកលែងរូបវ៉ែនតាមកចុចពេលតែ reset temporary ហើយឬក៏ isolate ហ្នឹងមកវិញមកអញ្ចឹងវានឹង reset មកវិញណាបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺយើង define វាហើយ
tí mỗi tệ tôn chúng muốn nâng cầu tài đấy tí tí tệ tôn chúng muốn nâng ca cầm nót càng cái tam tròn mùi mùi chẳng có bị ban dương man và tầng hai dương tầng to mê riêng dương thiết cao thì mà sao mày nâng chẳng hình ý cứ nhầm đầm bay ban để ta tròn khối cứ dương trơ ca rôn bò đầm mê nâng ở tư spark hồ sân bà chẳng cái lại ní dương rôn về tư spark hồ sân á bà chẳng dương transfer bò đầm mê nâng tư nếu bây giờ transfer hay dân click the link nâng máu cứ dân nâng vì rất châu tức nông tí tăng để dân bán xe tự nâng chân này cứ chỉ bỏ ra miễn đáy để dân nâng tựa bàn chân nâng nâng cứ tiện tôn chung môn nâng structural cái hai Revit column nâng nâng Revit column mình tập hết bộ ID tab chỉ khả năng để dân pra family dân pra mấy ID để dân miễn và khởi ID ấy anh ấy ID và viết nâng nâng nó không element ID cứ nó không đi tạm đòn nó không ai thăm vào viên nắng miền nè hay nó không nắng đại dương từ chơi cho nó này cứ tại tôn chủ muốn paramite nè và nó không paramite nó cứ miền po miền tra nó không nắng đại dương thử từ chơi này nè ok chấm nó p để dương ban transfer data nắng hai hay mà sơ mấy người dương ban thôi ban mà cần đấy tại tôn chủ muốn nâng rồi bỏ ra miễn bị Speckle từ Power BI hai nè hai giờ nâng bật to trong hiện mà dương tức là ta dân thời hiệp trong đặt spot bài mic đầm bay nghe xuống không ca control từ lớp control mà giờ mà chẳng ba chập bón nhưng sau này nó ngọt nghĩa vô cái camera thì phí cứ dân vô làm ca transfer data thì bấy cứ tiện tung chúng muốn làm rời ca paramite làm rời ca mà dương cứ sẵn khẳng dương đăng thay dương tờ ca ấy khác dân dân mình bán dân mật ai đi giải được tăng đồng rơi cây dân bán đi lúc ra là dân đồng rơi cây khá sân được dân đi giải tới về đồng rơi vậy thì dân chọn bàn và dân này cứ chỉ mật đẻ là dân bán transfer cao thì mật sân mây nâng hay này cứ dân đồng đi giải dashboard này này hay dân đồng dân bị bật xe ta ta dân riêng trong đọc xung mân bởi dân nào được biết nè rồi có thư bật xe rồi viên bị Revit màu cho Speckle vì Speckle màu cho Power BI nâng đo được biệt nè chẳng sớm mình là xa tại dương miss mô chụp hiền để nhầm tha mình tư thế từ xa dương kết thật dương miss mô chụp hiền nâng hài chẳng nhầm nâng bằng hai nhầm pi càng nghe tăng ăn làng bình bằng tay slide nhầm dây chẳng cứ nhóm chuyên nhóm cắt đặt tiền nhóm men ai cho xây ai chỉ bọc bài trầm trời tới bàn tay ai nhận mưa từ vô của dân cho chất mưa ruột chuyên à sò mà nhóm cái đó kia cái đó cho chất mưa ruột thì khắp vô và dân bắt xe thì môi thì pi thì bay thì buôn rồi hô mà đo hàng khổm nó cứ là ngon đi bán riêng hai ca bình sơn mà nha và lời năng dư nâng bà to mà tiếc cứ tệ tôn cho môi nâng cái lại này nè này cái này dùng sơn bánh dùng hai hai cứ dùng ban bạc cao từ lớp gấp bảy cái category nè và to mà tiền này không đấy cứ chỉ start để dùng thử bắt to nè này không start đi chẳng ở bên này snap xong châu rồi và chẳng làm bay classify đầm bay nghe cái tên cái gì bỏ ca nghe đằng bàn của lỡ dân mơ tức là ô mơ bàn tay bà chạm bón viên nơi ở toàn full information đi dân dân châu cái lại hôm nhầm xong bao chữ vị chát đầm bay ở những cái sủa nhầm bộ bê khác nhầm từ ta bất bà cảm thấy đang đầm bay cô nó cứ đầm bay phở thu gì đấy đầm bay phở thu sọt screen sọt ấy thế nè vị chát nó sọc máy phở cả nhóm lọc tập hợp là lúc vì ai phải bàn chân dương chạp ta cho tập cài nè chân nàng ăn thời trăm tha raw ca cài prai data bà nó cứ chuyện được phần khẻ năng gì chân dương raw ca cho cài prai data lỡ data bay nhưng hai data bay cho mình ha cứ chỉ phổ hết bộ data để transfer đi online màu cho tập không local và dương nàng chân nàng ăn thế thời tập cho một cái nó không query này 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 bà nó không query năng thái cứ dân pra từ lớp thu function mùi này và
chẳng dân châu máu dân cài từ lỡ data bởi dân chẳng là bây giờ click lên nâng máu cứ bị đường lột tiền mua ở dân hay tiền này nhé bởi thằng anh đi mơ nó không Excel mà rồi phía đó cứ thân là tôi này nè tiền này tại thằng anh đi pra Excel bên này nhưng đang thà ca pra pra bởi dân không cầm rạch nà tì dân tu tớ tam bất Excel nó cứ bị miên được này nè nè link data bài cài xanh xanh cứ làm bài cả đôi khi thằng ngờ thì ra nhầm trong thời ca link Excel bị file xanh xanh cứ nhầm prao prao tao giờ cái data cái này chẳng những ông nếu phở được nông Excel và program nó sân ta cao sắp phía rồi cứ trên bị Excel mà thì nó cũng là đồ vía đang máu và dân chèn rẹt dân ấy đang máu cứ được nông Excel là hỏi bà hãy tệ tôn cho mươi năng load connect tệ tôn cho mươi năng modify xanh xanh away trong trang bằng hai con là interface nhưng ở đây trang ở vô ha vì đôi khi bị bật nhỉ và vì đôi khi bị bật chẳng mới thế này admin call cho mua trong Excel đấy anh ấy cứ file Excel to đấy anh ấy cứ chỉ file Excel mới tới cứ đôi khi bị bật tạm đó cứ đôi khi bị bật tạm đó chẳng à thì dừng prapra từ lơ Power BI nó vì mình mình ấy thay máy chở thì qua tha học vay được dùng lưu vì lưu có tăng đỏ tăng bất Excel vì miền hai dễ hai hai bà à là dùng to là tiết chắc nó không đấy cứ dùng cho ban làm bay bay tầm nào cả này môi pi bay điện tử tầm nào cả đấy cứ dùng group bài cái tệ gì chắc nông group bài cái tệ gì nó người dùng mơ total này ai thầm nó cứ vì miền chủ nó sai sập bà chắc một tia hay là lỡ dùng thì chơi càng ngày chuyện tăng buồn chúng ta không nick bởi dương bệ thật all data dương mơ structural foundation còn lại dương mơ thay bỏ dương nặng mạng lưu vế của bên sinh nhà phố được mà nó dùng cho link tập bản á chúng ta lại dương mạng làm lưu vế hay dương vô bệ thật add new query nè add new query và chúng add new query vì đang tranh máu bỏ ở bên bài này và chúng ta bắt đầu nè đặc ngọt nè thử ca bạc cao chưa khẩn lắm mỗi tiền và cao chia khẩn là mối tiết đài nên ngọn thứ dây chỉ form là bạn này nè cứ dương thứ dây chỉ parameters hay thứ dây form lớn chỗ và thứ dây form lớn chỗ chứ là form lớn đang là cứ nhầm mình copy đứng lại rồi nữa của ở trăm ở chạy mong về mình đi thể của nó cứ chia visa extract information trên phí Sparkle và hay nhóm của mình thì chạy dây nào đây còn nhầm hiện tại ghi đây vậy để nhầm thử vậy để nhầm nít cứ mình ha nhầm bán đa môn tí vậy nhóm lọ ăn mơ bảo thân ngọc nghe bàn mơ đấy chắc được như thế chẳng cái này cứ dương tư cả nè đôi tầng ngọc roll item tầng ngọc càng nghe foundation column beam slab wall stair miền ceiling miền ai xây tầng ngọc cứ thở cả thở stop được như thế chẳng cái này nắng cứ nó phải dương châu extract bàn chữ structural foundation hay hay xong một chế stop nắng cứ thở tầm đó nó cứ chọn data nó cứ dâng vô tờ prime cái bàn này dâng dâng á bởi tại vì ai cài prime tí tút nó phải để đằng ở nếp cài parameter bật thay màu bù vô thời adjustment tí tút đài mình ọt sai chẳng dâng ba phần đằng hai bởi tốt mà tức cứ nè ngọt ní cho tôi không add column á và add column nâng máu dâng tôi sẽ ở đôi cái niềm màu ná cái lấy nó cứ parameter ná và parameter cứ dâng bài từ trăm coi sẽ tức là nó không formula mình nhấn nên on đi cho được không đi mất và hay dân copy nó cứ formula với cứ meta Speckle Revit parameter cứ bằng cao là nắng cứ đầm bay tiền vô po làm biến pí thu nem vào vô record đại với record nó không param param nó cứ dân mang cao pí được môn thằng môn hai chẳng áp bệ param đấy á, vì đang bật tiện cho môi nó à, từ đây gần nào dừng mình chọn formula rằng đấy, và chẳng trên nam tới vừa tha mình và bạn dối cứ trên nam đó cứ follow the time style của nhau mở đấy, và chẳng lấy dương thật say formula bài năng tới cứ no sun cái này error has been như trên đời, chẳng áp param này cứ dương tiên đăng ký rụng môn thằng lơ mà ở dương bậc cao rụng môn param cái tệ cái đi cha mấy bà chẳng à param nó hay đang cái tại cái đấy nó càng lớn nặng tay nó cứ dùng tiền video mà xa tiền chẳng nè vì tiền trên bìa param nè chẳng dùng bên data vì dùng tranh chơi cái tại cái đấy dùng tranh cái tại cái đấy hay dùng tranh chơi cái
bà dân chân chia param nâng bà hay là không param nâng cư dân bên vô paramite mà mình à lớn cư dư chân đoạn mô đại dân thở ca tiền vô paramite nè nó không paramite để tôn cho mùa nâng structural foundation nâng ngó cư nó không đi thường ngọt dân ai mơ với bác nhưng cái nhà phụnh nè nè kế sinh nhà phụnh tâm màu ní dân chọn lưu viêm áo bà dân chọn lưu viêm viên nâng loading nè chúng nó cứ chỉ bỏ làm viên tầng ngõ, bà bỏ làm viên tầng ngõ đại là ngõ nét trời cá tiền vô cái bên bay vào prapra, chẳng ô ti họ nhom nhom đang là ngõ nét thở cá phần má này phần tai, anh giờ khay tới bờ sừng rùa mà khay nè, pa làm ai thở cá nhom vô mà tầm môi đây, tôi nhom vô pi element id mà phải, hay nhom vô pi element id từ link cho môi nắng excel vậy, anh bờ sinh nhom thôi cứ vừa nghe vô mình tên bà phố ca pra chỉ mỗi sparkle cứ dùng trong argument chỉ 3D đâm bay ở với detect chạm chỉ mỗi nấn schedule bây giờ bàn tay nó không thấy nhưng nó bằng hai tập bộ mỗi sấn cứ tiện tung chỉ muốn cắt tiền pra mai tặng ngon bớt sân giờ dùng pra tặng excel đấy bây giờ gặp phải xe pra mai mà ở với phải ca tặng ngon nó lơ về tặng ngon món của bạn này chắc nó không nó cứ nhầm đừng chơi rơi vô hay là cứ để tôn cho một thằng element ID chạm ấy dân tập bạc mà nhấn nó không nắng cứ đừng biến biệt thành element ID chẳng về miền cầu tháp cột floor cột item nhé size pro cái đấy nhé về miền tiền dân trong màn chưa cầm ra dân trong ai vận tải để dùng chia chẳng bản thân dân cua để cho item nó đại vị trí unit thân nằm còn chân slab còn chân wall còn chân xây xây được ở đôi khi được không anh đang dùng vô máu tầm bao nhiêu số không ca filter, bạn ta bảo tôi anh đây vô paramite là không foundation tại cả nghiệp xây xây về ẩn mạch kia, tập về thì dùng trong vô bao nhiêu số không ca filter vì miễn phí ẩn rùn, bà chẳng lấy nhầm chi dùng mạch để sẵn tầm bao vô làm pí cồn non sẵn nhé, chẳng cái lạnh sinh này thì cái mà thở ca para về, tại tôi chúng mình paramite thở ca para thế tục sân cho nhé. Bà mơ mơ này biết là horse parameter compute nâng cư tệ tôn cho môn nâng port mê này tệ tôn bởi tông vô mình bà bà thân tờn á bà hay cờ đấy bà tây cân ở trong thật bạch thật ca bà bè hay tam bất mến tên tức cư dân thật ca bà ca xe parameter tức cư vô tập port mến bông mà vô dân trong anh bông dân xe tập bông mà bóng bố nó không đi bây mình ai tiên port mến là dân trong chìa form lớn nó không schedule ban thì chân cờ lại ní dư nâng vô kì nên là element này đi dư khởi nhận element ID đặc năng nó đi dư xe màu đằng ớt nè element ý thì chú ý mơ cái này mới khởi nhận dưỡng xe về màu hời hãy chùi mưa này mới là nó element ID là dưỡng xe thê hòa thà phận miền thì phận miền nhầm lô xa reload lô xa thế nè hay nhầm độ thật cho vậy hỏi element ID được sẵn đó tao bảo bạn biết cột bài nhà đó dương lâu xa ở vị từ mà toàn dẫn đó code anh ấy dương vô vị màu sẵn đó nè và mình thấy nó nhầm bà chạy nhưng cứ vô ta môi từ element ID nó sẵn khăn nhưng cái ta toàn khuyên cho mà đó chân dương từ chạy mơ nó có nông xe parameter bà dương vậy ok là dân vô phần năng sân của bạn đấy tại tôn pro cái đấy tại tôn chung mùi năng code type code floor code item signet a common signet parameter export id area xây tương án ấy cứ ok
năng sân chọn á chân cái tia là bò mẹ dân thật cá cứ dân dân tìm mà bằng năng à dân tìm máu miễn bò miễn bằng năng bằng tay ở số một chuyện tích đáy nập để dân tiến vì năng miễn bò miễn phát nốt chân môn năng dân tiền và nhâm năng thuê ca filter cho môn dân cư châu cái lại sparkle time bây giờ nè chân cái lại năng ảnh này vô độ khăn khổm cho máu và độ khăn khổm cho máu cứ về filter so ta đập lại này. Và hai chia hồi mặt toàn mặt đỏ phụ ấy là không thích cư bò làm biết nhưng mà cho mà hai năng thế định toàn khơi cho mặt đỏ và dương lại bên xa được mà anh ấy cứ dương hồi mau giờ toàn refresh nhé ở đây về đường màu nhé giờ thì mình làm từ lơ vinh tích chấm hiên từ bốn cứ từ filter một nữa hay bật dương expand information năng à lơ bên pan hai đấy khi nhom còn là load bị cho bên sân tới hay nhom cho refresh sân đấy và refresh tầm bay ở phía tiên port miền tầng off mà cho vinh bộ mình nhấn ở toàn refresh còn là ba cái dương dương window mà auto ấy chân dương 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 refresh bên sân đấy hay dương từ chân mơ à port miền id đang làm vinh nhé bà mình tên là query one đi mạch tiếng của bạn đây chắc nhưng mà xa hàm xa rất cứ dân cho transfer data năng máu nhưng cho ní hay dân chọn đấng dân dân chọn à bây giờ dân ban tự liên thân sinh dân mà mở làng vinh là ta element id ở dưới năng máu ẩn thì mở cái này mặt khơi nhờ element id của dân xe máu với thở đồng miên được nâng mai xe vậy mặt khơi mùi tiết dân cho ở trường đi tiết cứ có lẽ những video refresh awesome với parameter mày bị trâu mà nhưng refresh năng sẵn hay dân được chấm chạy mơ nó không lãng vệnh chẳng à lý miên màu này thế nè bà chẳng về thở tầm màu đó bà chẳng về refresh mà khách đấy mà toàn đang là refresh hay là thế dân nhưng cho mơ không xa tiền á chẳng chui mơ cái này mới element id hấp hơi mày chẳng cho mình lấy để thử mà thì và nhìn xe mũi ok lời tục sân chọn đây đang ở màu thì đây là màu nữa nó phải dân tay xa là bóng mũi sân chân nhầm lô với máu về đằng lô trên mà lại nè và chân nhầm trong lô xa là bóng đồng bay filter nè chân được không cao filter thì ai bay chạy nè hồ tiêu ra là lấy dương pra pra từ lỡ thu filter nè dân lại nên anh vô với chị filter nè lỡ tí ra là nâng anh bên miền thu filter nâng mối đạn nơi khẳng nào cho tí hò chân nâng nông tí cư dân ảnh nè dân ảnh ở thua ca với châu ở tí ra tệ tôn cho một nâng cột floor mà cột floor với nâng bằng hai nhầm phí floor ca nghe cho nâng đó đấy foundation hay anh em có sao đó ngay ngon mơ đấy dân dân copy và to tiền nữa nhưng copy và to mà tiếc cứ dân đừng thôi ca filter tam rồi dễ code item nữa dân đọc code nó chính như là code item dân code item cứ lại là lớn
ការងាររបស់របស់វានឹងណាអញ្ចឹងកូដ floor កូដ item យើងទៅហើយនៅក្នុងនេះតាមបន្តមកទៀតអានេះខ្ញុំនឹងទាញយកប៉ុណ្ណឹងសិនចាស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសេវមួយសិនហើយបន្តមកទៀតគឺយើងឧទាហរណ៍តម្រូវការរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការតារាងមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងតារាងរបស់យើងយើងមានកូដ floor យើងមានកូដយើងមានកូដ floor កូដ item កូដ tab បេតុងហើយនឹង progress ការងារឃើញវាលោតមកនេះហ៎ប៉ុន្តែឃើញអានេះវាវែងហ៎អាក្រក់មើលហ៎បាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះមកស្ដាំកន្លែងនេះទៅណាយើងមកស្ដាំដោយសារហ្នឹងវាជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលយើងសេអញ្ចឹងវាត្រូវជាប់លេខកូដហ្នឹងមកឲ្យយើងអញ្ចឹងអានេះយើងលុបវាចឹងមកអញ្ចឹងអានេះវានឹងសំរួមព័ត៌មានហ្នឹងទៅមើលទៅស្អាតវិញហ៎ណាបាទខ្ញុំតែចេះអញ្ចឹងគឺតកតងជាមួយការរៀបចំ dashboard វាអត់ងាយទេណាវាមិនមែនចុចដាក់ស្រួលឃើញនេះទេតែនៅពេលដែលទាំងអស់នេះពិបាកក្នុងការ design ម្ដងទេប៉ុន្តែបើសិនជាតម្រូវការទាំងអស់នេះធ្វើតាមភាសានឹងហើយគឺលោកគ្រូគឺអត់ចាំបាច់បារម្ភទៀតទេគឺរបស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើតែម្ដងគឺយើងប្រើបានរហូតព្រោះ workflow នៃការងារសំខាន់គឺយើង model នៅក្នុងការងារហើយយើងចង់បានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងរុញព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាមិនត្រូវការផ្លាស់ទៅទៀតណាចេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការប្រមាណជាន់ក៏ដោយយើងធ្វើការងារប្រមាណបច្ចេកក៏ដោយគឺយើងប្រើតែ team ផ្លែតែមួយហ្នឹងទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវានឹងបង្ហាញអំពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងហ៎វានឹងបង្ហាញអំពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងចាក់សំទោសអញ្ចឹងបើសិនជាយើង scroll view មើលការងារអធិរសិនចាស់យើងចង់ select មួយហ៎នៅក្នុងការ select របស់យើងយកចេញពីនេះយកចេញពីDB link អញ្ចឹងនេះខ្ញុំសុំប្រឡែងវាចោលវិញបាទយើងយកចេញពីប៉ិតវាត្រូវ link ចូលគ្នា link ចូលគ្នា DB link query នៅក្នុងនេះវាមកទាំងអស់ហើយអូខេដាក់សិនចាស់ណាអញ្ចឹងយើងដាក់ model វិញយើងដាក់ version object នេះឡើងវិញយើងត្រូវការដាក់ object នេះហើយយើងយក color វាឲ្យគេ color by category ណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងដាក់សិនណាបាទតាមពិតខ្ញុំទៅចេះគឺមានថាយើងคลิกវាទៅវានឹងលូតតំណាក់តំណងពីរហ្នឹងគឺរួមគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងតំណាក់តំណងគឺយើងមើលនៅក្នុង diagram របស់យើងនេះវិញបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺព័ត៌មានដែលយើងយកចេញមកនៅក្នុង category នេះបាទអញ្ចឹង data នេះគឺយើង single យើងអាចយក box ខ្ញុំលោសាកសិនណាបាទបើខ្ញុំដាក់វាបែបនេះតើយើងឆ្លៃនេះបាទយកឲ្យអត់មានតំណាក់តំណងមួយតារាងយើងវាអត់តំណាក់តំណងមួយតារាងយើងគឺនៅក្នុងកាតាគរីអូខេយកចេញពីនេះក៏បានដែរយកចេញពីតកាងារជើងតាងមួយក៏បានដែរគឺយើងយកចេញពី URL ណា URL URL model យើងយកចេញពី version object id យើងយកចេញពី object id នេះហើយយើងយកវា by category នឹងដដែលបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង select អាណាមួយគឺវានឹងបង្ហាញព័ត៌មាននឹងនេះវានឹងធ្វើការ interact ព័ត៌មាននឹងមានតំណាក់តំណងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមាន flow អញ្ចឹងទៅបាទហើយវាមានការងារ
anh ấy từ sao vì mình mùi dân mới tới mình là mùi đi dân chạy ạp xanh gặp chanh này từ sao ấy dân cực bông tự extract này cứ mò tự mùi xinh đi chân dân thở ca bò rồi em xanh xanh đi chân thật nông này cứ dân thường phương vì thi ra nâng tự đá tự đá tự đá thay dân thường combine với chô mò tự ngọt chân thật nông này bởi xanh dân thường ngọt thế select cứ bò rồi mình tự ngọt nó cứ nâng với auto generate ở dân á mùi mùi vì đang bột xăm được không được rồi nhé và chẳng bài tập bón cứ flow nó bám được đấy và giờ nâng từ bắt to rồi hồn lấy anh ấy mình đang cứ dân thử ca cai po thì tôi tin đấy và ok chẳng anh ấy mối đá nữa dân đá bàn tay bên nơi nơi sparkle nhâm sông xe đi mùi sẵn nhầm bật đi cháo hay dân thường thôi cả transfer một đoàn tiền và dân thường thôi cả transfer để tăng một đoàn tiền dân nhầm mơ ở sẵn là dân transfer tới cứ anh ấy vi vọn á dân nhầm chạy lần ấy và everything cứ dùng nhà tới tầng á và dân sẵn dân refresh xa tới mức ta element này thì dân bị tự ẩn á chẳng việt tư nè, bà việt tư ấy, hay nó phải là ngon nên design về platform mà hay, nè anh dùng copy thì anh đang mất nè, dùng copy đang các bạn dùng prepare tam xe liền các bạn, chẳng tầm rời ca thì dùng thời ca cai prepare được không, power bi bây giờ dùng cho thầy cho không transfer data đang mất, hay đang ngon thì cho lại query nè, bà cho lại query one đi mất, dùng cho xây nhà spur đi, cứ dùng còn tại cloud do address center rồi đấy, address nó tạt tạt đấy, ra xa ta mà để nó tầm mùi, chẳng ngay khối nữa, nên gọi đôi address tương tức à, để ta đang gọi cứ bị thử refresh mà auto tự ở giờ này, và chẳng giờ ngay refresh cái thay mùi tới tới, đầm bay, tập tua ban port bên trong cầu nhé, và hay đời này chẳng chẳng là thời ca load bị trâu được nông phải chạy dần tới dần đã độ, enable load tương cứ dần độ trên tử nữa, và dần độ bị giống như dần confirm với tử, hay tôi cũng muốn nâng DB link bây giờ ní có đôi cái này đấy nên anh ấy đọ cái chào bạn đó chân là bây giờ transfer data cứ với ta tập pi đấy và cứ với load data ta tập pi bây giờ này chân lại ní dương refresh mà cứ với mau tập pi nâng đấy refresh mà với mau tập pi nâng đấy chân à query one hay nâng DB link bây giờ cứ với upload mau dương thì chân về transfer mau tập pi nâng tới với thôi rồi à ca xanh gần này data bây giờ cứ vì lươn chiếm bồn và chân về add time size of item đó dân dân nâng sẵn khâm tha element ID nâng vì mình không nâng đại chân về là dân load với hai nhằm chọn trách mơm xa thế đấy để tôi chung mùi nâng element ID nâng nâ chú ý mơ cái này mơ element ID export export type, the tung, family, structural elevation, core. I saw we stick me with Mao. I need with Mao. What could? Oh, no. Oh, move and curling, play. Chừng thay môi mà ta mới mau mơ một khởi ở bên trong hắn cần đang sống khăn kia nữa là bởi nghề sống cả lĩnh chân đấy lĩnh chân nên con thấy ai rename với dân châu của lại đi máu nhưng khởi nha và dân tại tôn ra rename nên con thấy ai rename tam thì dạng mạng tam lần đi cơ bản này nè mạng tam lần đang máu nhưng rename cái lại nếp dân đã thá element ID nè nhưng lục về trao trên máu mà bạc bạc bò miền nam thì chúng về đồng bàn tập trung bàn đi và dừng load để cho xa tiết nước non đấy cứ từng về load trên máu po làm việc nó ao dưỡng tiếp tục chúng mình dùng element này thì chẳng nước non element mới dùng được thôi chứ chẳng dừng thơ và đánh từ hồi nhằm sâu tận tích tầm bay bàn tràn chẳng đi về máu ở hắn á và chẳng dừng trong đại element này thì cái đại từ đấy dừng cho lơ tràn tới dừng đại xong tục dừng cho lơ tràn đi
dương cho lơ trang đi mà dương add với khăn lơ tới ná về đường load ông pi element id về đường chẳng với mẹ tạ sinh nhà về đường không đường ná bạn to mà tiền ná dương thở ca cần làm cho dương ngọt mình đi copy cái lại nâng tạ đá là đá đấy nâng on đi cất tham biển smoke smoke tay nâng phê đánh on đi follow từ từ lơ à thì sao mắng cứ về đường tạ đá là đá dương tìm mối nhóm thở ca chấm nón trơ ca formula sẵn đấy trong tiếng formula ứng tục copy tục cho không tài sẵn tới tầm bay bây giờ extract bộ làm biến pi lớn cứ được nhìn á chẳng sạc cho khẩn lầm nhé nhóm mà đám nhóm cho beta add a new query nhé chân tài đài đấy đối tầm nạ ca môn chân hay cái lại đi step tí pi cứ dân đỏ nhé dân đỏ ăn khổ mình chào bốn nữa cứ chỉ symbol chỉ ấy đấy nhé và nâng step tí pi tập thì bấy cư dân thật cả extract tâm tích xong tổ tập thì bấy cư thử thử e trạng sân á và đạo vì thật thử 8-4 với parameter á và dân thật ra tôi khuyên máu dân perform lên cho máu và tập thì bán perform lên anh ấy dân cho cái lấy sparkle type với dân dân đo ăn khổm cho và nâng flow đánh bị lơ cho khổm bị train như thế nào á dương mà nâng hai dương cho sinh nhà nâng máu chân càng nghe cả lắm dương thở cài là dương nhâm độ với cho thằng đó chân đôi về mình đôi vì mình không bị cha đó nè cô dương vô dương mau bình thường sinh máu cô lo cô ai thâm đấy nhưng mình chăm bài thở ca phá sai pro cái đấy thật tân và đạo ấy bài thở ca đấy nè cả lắm parameter ấy đứng thở bài chơi mà phở đấy tâm bất do tạo phẩm ai thâm đấy đó. Bị tông rồi dân tới dân chọn mới dân chạy nó không thấy hệ tam bất mệnh tên nhưng cảm tiền nó không excel mà vậy nhé và hay để tôi chỉ mua nướng element id bây giờ này dân mới mình khá cô thay mình tiền đấy và dân mình thở ca phần năng hay dân add với mạng đó và hay và dân 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 chọn vì nhảy nhảy smart smart dân mới làm được đi dân mới làm được năng máu dân dục beta mình bị gì này mà đám dương cho bé thả rì nè rì nè nè rồi có afi đâu mà dương lộ bị chào tới dương tục tập năng đó nằm bay cho nó chơi dương khay khay dương nghe số con cá thôi càng nghe thằng nào mà dương đồ tập năng tới nè hay nó bây giờ này refresh được cái trang đồ mà để đồ ta lại link bị Speckle cho Power BI tập năng tên anh ít nơi ra ta ta khai tận nạn nó đồ parameter xây nghề nháy từ vì chỉ bằng hàn chân trong cơ thà tùm rộng xong ta bỏ miền thì tu tơ không càng nghiệp tổng án nâng cứ vì mình khóc nê bằng mạng đi bị chạy môi tơ bị chạy môi càng nghiệp sạc chơi dân thở cài khác thì tu tơ chỉ xong ta bằng nâng á bởi sân chỉ không lẹt khăn vì khó xong ta dân thở ca và thay em parameter xây nghề nháy nâng dương adjustment về vật thể từ ấy style nên không ca cái cứ được tiền không ca đắt là được tiền đấy nhé và chân lấy nhom stone tích nhom bay bị chọc phần nắng chân dương ban tập nặng này nhé dương ban càng nghi phần nặng chừng chân dương còn tại load về từ bên má và chân là không thấy cứ đừng miên ở chân nông nông này cứ giờ ba người trước cứ tập tôn chủ muốn nông khẩn và chân nông nông càng nghe khẩn nhân tôi dùng một chế chân và sân gì anh ấy giờ toàn cầm ba anh châu cái nến này anh ấy giờ nơi đi pai chẳng à và là dùng sao mà tha dùng miền từ lời càng nghe khẩn lắm dùng trong đạo bồ miền đồng hồ đang châu cái nến các bạn này bàn tay xua tham bởi dân đạo trạng xây mình đây chứ cứ về nắng sập rệt này chân thì nắng nắng vô à thiệt đồng hồ đang ba anh châu cái nến đồng viên này đồng viên khẩn lâm đồng viên slab bóng gió cứ dùng nắng cầm ba anh châu cái nến chúng ta chỉ bón được ngón tay vô làm pi để extract data từ ngón nắng trên màu và nắng sần nhé hay dùng nư và to là tuyết cứ tiện tôn cho môi nâng vị thị xã nâng từ đáy dùng cho nắng nhé dùng cho hốm dùng cho beta transform data nâng từ đà chúng dùng thu văn pi ấy càng nghe chuyển tán càng nghe từ sổ nhé và hay dùng thời ca càng nghe đứt lỡ càng nghe thấm dùng cho từ màu nhé dùng cho là lỡ group bài cái tài liệu chỉ cầu hay và to mà tức cứ lại dùng cho màu xám
យកជា structural frame គឺសំដៅលើ structural BIM នឹងឯងណាបាទនឹង step ទី1 step ទី2គឺយើងចូល add column យើងយក custom column នៅក្នុង custom column យើងទៅសេ parameter ណាបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងទៅសេ formula នឹងដដែលហើយយើង ok បាទ step នឹងដដែលគេទី2គឺកន្លែងនេះយើងដក filter មួយចោលទៅបាទបាទបន្ទាប់ពីយើងដក filter ហើយកន្លែងតាក់ទងជាមួយនឹង parameter របស់យើងហ្នឹងគឺយើង extract data នឹងចេញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មានដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ខ្ញុំយកតែគោលគោលប៉ុណ្្នឹងសិនណាតាក់ទងជាមួយបេតុងណាតាក់ទងជាមួយនឹងcode name ផ្លេចបាទតាក់ទងជាមួយនឹង code ID តាក់ទងជាមួយនឹង code item តាក់ទងជាមួយនឹង code floor code tab size progress ហើយប៉ុណ្ណឹងទៅណាមកតាមពិតត្រូវការ section របស់វាទៀត section របស់វាដូចជា code ID មែនដល់ចាំដល់រៀវវិញបន្តិចណាបាទយើងអាចរៀវវាបានយើងឆែកមើលវិញចា mark host ID URL tabs លើតែ tab មួយចောင်းពេលខ្លះបើសិនជាអ្នកឲ្យចង់បានឈ្មោះអញ្ចឹងនេះកន្លែងនេះប៉ុន្តែដាក់ tab មកគឺផ្សេងត្រូវកែផ្សេងៗជាតម្រងហៅឈ្មោះ parameter ដែលមានជាឈ្មោះគ្នាទៅណាអាចជា tab ដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺកែចឹងក៏បានតែបញ្ញាដែរណាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបានដាក់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនខុសអីពីខាងដើមទេយើងឆ្លេញម៉ៅស្ដាំទៅលើ header វាមកឬក៏ចុច F F2 ណា F2 ខាងលើហ្នឹងគឺយើងធ្វើការ rename វាទៅណាបាទចុចលើវាមកចុច F2 ណា F2 បាទធូរខាងលើរបស់ keyboard របស់យើង F2 ទៅបាទចុចលើ win ទៀតមកបាទហើយយើង F2 ដូចគ្នាណាបាទយើងចុចបែបហ្នឹងក៏បានហើយមិនខ្វល់វានៅណានៅទៅអត់មិនចាំបាច់តើវាទៅត្រូវជៀបចំជា order ទេព្រោះជាទី order នៅពេលដែលយើងរៀបចំវាបែបហ្នឹងគឺនៅក្នុង Power BI នៅក្នុងdata ដែលយើងរៀបតម្រៀបវានៅតម្រូវការរបស់យើងនោះបាទហើយយើង FP ទៅមកអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំ speed បន្តិចដើម្បីទាញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនចាំពេលសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងយកធាតទាំងអស់ហ្នឹងទៅ combine ចូលគ្នា combine ចូលគ្នាទៅពេលយើង filter វាមានការងារគ្រប់ជាន់ណាវាមានការងារគ្រប់ជាន់វាមានការងារគ្រប់ element ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយកទៅប្រើប្រាស់យើងស្រួល filter យើងស្រួល select វាបាទអានេះយើង FP ដូចគ្នាមកតតងជាមួយនឹង size pro ក៏ដែរតតងជាមួយនឹងនេះយើងលុបវាចោលទៅអញ្ចឹងយើងនឹងបានប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ speed បន្តិចដោយសារតែយើងសល់កន្លះម៉ោងយើងនឹងព្យាយាមបញ្ចប់ item ទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមិនបាច់ត្រឹមចាំទៅក្រៅទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តទៀតគឺតតងជាមួយនឹង structural wall សំដៅ wall ទៅណាបាទអញ្ចឹងមានការងារអាកតិកមានការងារ MVP មានការងារផ្សេងផ្សេងគឺយើងធ្វើដូចគ្នាណាបាទអានេះវារុញមកហើយយើងចូលទៅក្នុងក្របបាយកតេករីម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានcolumn foundation frame ដែលយើងយក wall ណាយើងមកស្ដាំយើងយក add a new query បដាដែរណាបាទមុនដំបូងថាមួយហ្នឹងប្រហែលតែពេលដែលយើងមើលទៅគឺ flow តែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងការ model របស់យើងគឺតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានអីលើសប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងការរៀបចំការងាររបស់យើងហ្នឹងគឺ extract តែព័ត៌មានប៉ុណ្្នឹងទេណាតដែលទាំងអស់មើលច្រើនដងនៅក្នុងវីដេអូឬក៏នៅក្នុងខ្ញុំបរិយត្តហ្នឹងគឺទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថារបស់ហ្នឹងតដែលអត់អីខុសពីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើអ្នកទាំងអស់នេះមិនជឿបើប្រើខុសពី Speckle ទាំងអស់នេះទៅគឺដឹងតែញ៉េខ្ញុំមាន software ច្រើនចំណូលក្នុងការ export data ចេញពីRevit PA នឹងបន្តែនឹងអត់ត្រូវទៅតិចបាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹង wall វាឥឡូវយើងយក tab មួយយើងជួយមើលពេល tab name ឬក៏ tab ហ្នឹងខ្ញុំខ្លាចតើ tab ហ្នឹងវាចេញទៅវាអត់ស៊ី column មួយគ្នាទេមិនខ្ញុំចេះថាបារម្ភwall ដែលអត់មានឃើញ parameter យើងហ្នឹងតែ code floor code item load មិនស្អាតទេ
ọt khơi thôi chả wall đây ọt thở ăn miền params vô khó nhưng xong mơm ra thì vòl cái vòl mây vận miền mây trà liền tục vò xong đó nè à là em vô ý thuyền dương miên môi phí ấy buồn vô floor mình xong đó mà màu xong nam dân vô là nà xong kén không toàn mơ vậy nữa đó anh ta lươn dần nữa ta đá cho chữ add column nắng parameter formula partial ok to mà tiết cho cái lệnh sparkle tab đo anh ấy tránh mà hay to mà tiết dương màn là nắng hơi dương extract information bên trên. Ê, tôi chưa vô lọt tránh. Slick and up, cứ dạng mày. Chẳng floor dương vô chìa volume này cho nó. Hay mới tức cứ tabs. Mềm, mở sẵn. Floor tab này mình miền thì chân dương mình vô thì tab này thế dương mở xì nhé anh ấy vì chân mà mặt miền nhé dương dương ở giờ này thì dương vô cái kia để miền mua hồ vía mua ấy là function tab mark model tab id nè phải giờ tab id ok vô về chứ tab id nè nhưng mà rom là chua với xây cái này à, title vì á ok dân ban bản năng dân ta đá là fp chẳng cái lại này dương đôi tới chọn lựa với IP và liêm dương tới và hay gì IP thì cái này là đá nhé đôi tầng a nhé và hay to mà tiết IP thì cái này phí đồ nó thỏa nhé mà lúc bên trong là từ chân nhân ba nâng hai nơi soi kim đứt đỡ thay cho đảo một chỗ tiền nhé mở đám mở chân tả parameter formula sparkle id anh em đặt cả đội thế và anh em có đồng ý cứ extract về mà nhé tay dương tôi cho mình một đèo sẽ đá mình một đèo sẽ đá mình parameter đang đá
hay dương tục bên đằng sân chào. Ok chính stair record bên đằng nhưng lô xa lô bên đằng chào vào wall hay nhưng extract bên ra tiến wall mà làm vô với add a new query nhưng vô thật lắm dường như là đấy cứ para mà thở nó form là dân là đá dân cho lại đấy đồ khổng cháu tao mà tới dân tí nhầm hiến dân cho para mà thở bây giờ nó extract từ lớp bò đồng yến là dân chọn bàn là dân bơm xa tiền phát miên mên cả bạn nhà ấy là có mà đọc và đang sẵn đó từ từ ở đang sẵn bây giờ người bị đi tới đôi chị từ ở hải mình đang từ vô vô vò lắm cứ dựng bàn đã port miền hai vậy ta và rồi về nó khoai mùi nhé miền mà ở hải dừng rồi mở hai rồi cái dừng mình lại missing rồi là có floor giờ thì do o lại ở bên sai sao đây mà vò nó giống đỏ tôi ăn miên thử đây khoảng phần đằng tính đấy dừng hồi mở đi nữa thay sản khán việc vì ở school cho mình chạy về của dương thôi muốn những thơ ta đấy nè ok tôi ở bên thử bánh hà thọng rồi nướng là dương đâm bay refresh bên đi tới dương xa đến dương sân thì về xính sân má cứ về đang rọt trồn mà còn nó còn đi giờ không có ọt đi từng nào chừng nào progress mau tengok ngah nih. Mun transfer tu kat tu. Ni tengok ngah nih. Wall nang ke mien tu. Ni mien ni mien ni mien ni mien. Mien tengok. Tak mun ada ban je transfer tu ke kat tu. Chan ni jeung refresh all sa tu. Và sân chỉ hiện ta thật có dựng ba nhưng mình thích cứ là tập hóa dựng từ tổ bà dựng thật vô the foundation vô column frame được gặp bim nâng floor stair hay nâng vô thật ngon nâng vô mà combine chỗ này đúng không vô mà combine chỗ này thay chỉ element tầm mồi thật ngon nâng cứ bọt mấy cứ nâng rọt chỗ thì thật ngon hay dựng anh thật cả filter bàn nhưng mà toàn ở chân được filter nó hơi dừng extract reload lại với nó sẵn
rồi có vô là dương một đời vị trí function thoảng đời sạch cho đó frame vô vô này. Vô generate xong xa là bọn xa tiết anh đi dưỡng ta vì chỉ này mà đi đi cứ dưỡng chân rất lăng vinh của bạn ở đây thì rồi càng nghĩ ai thấm vỏ nè có cứ concrete như này và anh đi về bên ID đó nè là xa thì dưỡng tổng cụ thông mây chúng em chọn đăng ra thế đấy, nhưng do cái structure đó, nhưng mà đây là chỉ càng nghe cái tích vì anh đang score chứ này, mà là những trạch bên mơ với làng bên xa tiết, và tại sản khăn paramai thì những xe từ ở đi về score thôi, nhưng anh em refresh với làng vĩnh, thì chấm bơ sân chỉ với ta nhưng mình sẽ lấy cho càng nghe từ sau càng nghe chuyển tăng càng nghe frame càng nghe flow mà phải sân áp xanh xanh cứ dân tục với sân nhưng ba nhà nó còn vô làm pita mô tả đấy ba nhà chưa thử extract hay thử cầm ba nhà cho mình tầm bay thôi càng nghe nó sửa nữa và giờ về ran một khoa sân chấm nhưng ba nhà mở chẳng ba nhà mở cứ bắt to từ sân cứ nên cứ dân extract paramet hay slide thật à bình nhận bình nhận chả án dù một số rồi anh đợi chút màu mà là person chỉ vì ở ta tế nhóm nâng có chênh mà khoai tiếng person chỉ vì ở ta tế nhóm nâng bà to từ mà toàn sân thì chăm đọc sẽ đọc sẽ chỉ đá nâng vô trong khối vệnh mà ta bật mở sân chân á chẳng nạ ca mười tiền á mà vô là đừng stay nó nghiêm túc sân chân lâu mà bị tơ khế nghiêm túc với cho sân chẳng nhau mà đọc xe anh khỏi mua hai đấy chẳng dương đừng thử ca po nằm biên mua IP bay bốn nhưng mà phở sân chẳng là con đấy cứ nằm bay cho chị chung hiên và top nhưng copy vô foundation chỉ reference mùi sân á vô với chỉ reference vô với chỉ reference máu nếu không nâng như mai rai click nhưng rename về tới thà cái kế all element in Revit cho nó và all element ngó để dương cùng bài vi chơi nó cứ nó không Revit nè và tao mà tức cứ dương show nên là ở bài thì dương copy đường tới hay là ngó thấy mơ nó không này á mơ nó không cho hôm hay dân cho beta pandicphyria hay dân cho lần này nữa và dân tí muối tí pí tí bảy nữa dân cho lần nào dân dân cho lần viên máu dân cho cái lại nè cho nhà phường cho mặt rắm dân cho beta pandicphyria nữa và pandicphyria hay dân cho pestri rồi cùng mua thay bộ dân ba chục bón cứ dân miền là phản mua thì dân gặp bông sợi nữa dân trong trong combine cả lỡ càng y dân tang chúng ta tôi giờ hai xá này
màu của màu chứ nữa chúng ta vô chìa column chìa frame hay chìa tầng năng vô tầng năng máu combine cho cái này và dần dần para tam thì phần đấy như thế vì vì hai data tầng ngõ cho màu tầng ngõ phần tay tôi dùng một chìa chôn chẳng cứ vì mình phải nhà mà chẳng muốn để tôi chụp môi này cái vì mình cột cột mình tab vì mình id tab hay rằng vì miền element xanh này mới tới vì vì áp phịt một cái gì áp phịt đại tang một cái gì đấy nên cứ chụp bàn hà là nhầm trong một chuyện lại nè chẳng bực không lẽ khan là nhầm nhầm para item phẩm mà đằng anh ấy cứ là bỏ nó cứ tầm mùi vì rôm thịt đặc khí rôm thịt khí tử chẳng tập bây giờ tham tham rằng ai đi tháp vì tự chưa cả lắm pc nên tam bất bỏ làm miếng nó cứ vì nhẹ chỉ được việc càng nghiền đấy hay càng nghiền đấy chẳng khơi nhé chúng mua pc thì và anh đang còn thong thong trăng cho anh đang ngay chẳng tập bây để nhom bị chun về mà hơi và tập bây để nhom bị chun po làm miếng nó mà hơi chẳng càng nghe để tôi chỉ mới structural cả lắm structural foundation structural framing wall slab ấy cứ như bật chào như là hai đi chào tạm đồng cứ dùng ở trong bài tập ca phở và viết từ đây lần đằng từ đây cứ như vậy những tập ca prapra cứ trong khối cứ để tôi chỉ mới nâng all element dùng para para không đi tạm đó chẳng bớt sân chứ không lẽ khăn dùng ở thời ca para para không đi tìm chẳng thể ngon đây cho được không nông transfer đang mình đứng máu bà phụ ở vậy dùng cho mã cơ po mình dùng màu cho được không ngả o này thì chẳng nhom đo lộn cho được à chẳng nhom ở thời thời ca transfer data thằng ngon đang cho được không đang rất bay thời ca pay lý tầm bay rong trăm về uv thì nữa chẳng cái này nhom nhớ độ in the bộ cho thằng à bà tia ra càng nghe flow còn chẳng này bà càng nghe flow còn chẳng này chẳng phải được nhom độ với quá à vậy là về phải chun máu mới là pì cái tôn chung môi năng cái tệ cái đấy bài bài xong tổ group bài cái tệ cái đấy khen năng này rồi xa nó cứ chỉ mê về vậy đó chẳng nhom transform xa được máu bà hay dùng refresh cái môi tới bà chẳng về năng so là pì là cái lấy so là pì anh ấy năng e rồi là sai e đấy là sai những bao nhiêu chung với màu chẳng e đấy cái e tới ở vai giờ thời cá cứ nực nồng này vì nó không đi tập ở hay chẳng tí mối tại tôn chung mối nắng ai thâm tầng ăn nhưng mà lại anh cho tầng à dương dương prapra nực nồng cái tại cái gì vậy nhớ này chẳng mà sai mà sai đấy cứ tại tôn chung mối nắng mà để url và tí pi tại tôn chung mối nắng version và tí bay tại tôn chung mối nắng object hay tí bốn nhưng mình group với bài cái tại cái gì nè và bài cái tại cái gì tạm đó chẳng về nắng chụp bài chụp môn à chụp bài chụp môn à thế máu chụp bài chạy chẳng là con ông nick có đôi khi đấy ưu tiên ra tệ tôn chụp môn ca filter chấm thở ca filter lấy ghế thì mũi tệ tôn chụp môn flow chẳng nhom mạch filter cột flow con ông đi ở đấy tệ tôn chụp môn ca filter ta bị dạng cột ấy ai thầm chẳng nhom đòn đi chào tới và chẳng ngay khối nè à, trang và dương dương đừng đi dài với ao với sạt để tôn cho mỗi nâng ca nghe tầng ngon nâng hay thay bò và dưỡng cứ có được như này mà thay bò tầng ngon ấy cứ nhầm nâng remove cho tầng ngon chẳng bởi dân chỉ trong trang bàn tròn foundation viên là bằng 2 anh ta element là không tròn foundation là dưỡng đây trong trang bàn tròn ground floor viên bằng 2 anh ta element là tròn ground floor nhầm thế mà ờ nâng nông ca nghe tròn ground nâng nông tròn foundation mình bên tí viên mình để tôn cho mỗi nâng vô lên để tôn cho mỗi nâng stamp column bật vô là dài dưỡng lúc vi chào vậy nhé và hay là không đăng tải mà sân chỉ dừng bật lên với và dừng bật lên với là không nói năng bất bình minh này chân dừng ai sẽ lệch chứ càng nghe khả lâm càng nghe sinh sách là không nói mà được ngọt và chân về internet hay là lý cứ bỏ đồng biên trong khỏi nhé ở đó dừng thở cài khá để tôn chung một ai đi và dừng khả lâm ai đi để tôn chung một cột flow dừng một hành bị cột flow để tôn chung một cột item để tôn chung một cột tabs cột tháp bên pi điện anh bên pan nhà cột tháp nó phải dựng bên pan nhà toàn năng ấy dựng xây ở mày cái gì dựng xây dựng xây mà dựng bên pi cột xây cái gì chứ này dựng dựng tầm chạy mà cột tầng lăng vịnh và anh ta tông biểu chú rộp đấy chẳng ta so cái bên bê tông cái bên diện tích sân khấu ao là bán cứ dựng dựng định càng như thằng nào thằng thẻ mai thầm bên tường tang bên khả lâm bên vo bên stair bên bì mấy thằng ăn nó ở unique màu
đâm bay ao bọt miền đất nắng về dương nghi xuống cà filter nè nhom chọn môi chế viên đường ô tô tịnh bàn tay là nắng việc ắt toàn ở linh châu kia cho linh châu cái dùng mà mơ nên tịnh ắt linh châu cái là dài rồi xa tái xa nhà phố anh đi tăng nè à môi nó cứ chụp thiền chụp mày là dùng extract mỏ này bàn tay nó không nó cứ bên nhà phố anh mới mò ta mà tư vậy mà tư mê này thầm mệnh mà tư mê này thà nhóm dày ní viên đường filter này bàn tay tập bê nhóm dày ní vĩnh viên bằng ai filter thở bên ma này bà anh chẳng nhóm dày ní viên bằng hai biệt chủ này nhóm dày chứng tán viên bằng hai biệt chủ này nhưng dày ní bằng hai này bàn tay viên bằng ai kìm ra phi phi ca dày ní tờ vĩnh chẳng không nây nó cứ cái lấy nè nên là ngó hết đập bậc hình là viên tới bà hai dân vô với chía boss nữa dân viên đang link kia tôi nhầm máu chúng ta phải để những anh ấy cho tôi không khẳng lời đi preview report chuyện lớn đi à toàn rùa nó bất thần linh từ vậy nhé anh ấy về room pì cua thơ dạng mày anh ấy dùng cô ta extract môi tiền extract mà đã thấm ở bên link cho môi nắng ở đây đây ta em đã khỏi nhé anh đang cứ đào bàn là pan nhà cứ dùng link tập vinh tập học bàn select là lỡ lên link mà khó thì kia khó nên là lỡ anh đang cứ dùng đường lạc đầu tập nó nên tịnh và lạc đầu tập nó nên tịnh làm bay ấy làm bay ai thấm nè về extract tập lỡ information tập lỡ nè tôn chúng mình code ID để tôn ai điện tử và anh ấy cứ men ấy thú ô xong tôi nè lấy nến á tại tôn ấy men ấy thú one là men ấy thú mini nhé lấy những lô xạ đang tịnh sấn và dân nhâm chạy lần ấy nơi đã ta rồi ok dân nhâm ở đầu bình đầu style bây giờ bình nhé và hay dương nâng mau vi sao ta khối cứ dương nâng điệp trong từ lơ tiền càng lớn nhà sàn nhé tôi chỉ muốn nâng cà filter và dương cứ dương nâng mau cài con từ lơ slide từ lơ drop down ly từ lơ cài selection từ lơ select all rồi còn select single nhé chẳng về nâng trên drop bài đi dương nâng filter cứ dương nâng mở tới thông báo ao về miền lệ cái này interesting từ lơ cài một đợt và dương nhé và select năm nhé select thì càng như là nó cứ về đường ô tô chạp bột bên nào dương không dương tay em đòn chân ngân đi dương và chọc tầm năng sánh hay mà vinh sạp đà khối dương nâng bà to tức tệ tôn chung nâng cài điệp trong đặt bỏ nâng full tay em đòn hay tự nhiên bà trẻ chân mà ngọt nên khôi tầm mơ nhóm chạy thật nhóm để chân mơ hai dương mê rẻ bê phòng pram thương ai nâng tớ vinh cứ thơm mấy coi thơ coi thơ vơ tam gì đó thơ tam mà đôi sân thơ tam mà đôi sân trăm ngày khỏi dần vô rồi bây giờ là toàn thơ đôi tới giờ toàn vô rồi anh đang cứ gì thì ra nhóm cứ như cho thơ chẳng cứ muốn tập bố mình vô rồi bắt đây sùng khánh thơ ở đôi kia sân tập bây giờ khi dân thơ đôi kia dân đừng vô làm pi ai thâm mũi mũi thì thơ ấy thì ấy thằng bay tiền vô po bên thằng anh thằng và chẳng chi diễn thơ style đang dần tới tầm bay ở dân snack thơ với chan đó nó dần chi diễn vô vô lên đang tỉnh đó này rồi mê tàu để dân thơ mình nắng tầm môi nha dân thơ một bao đó nhưng cười chán này mà về ta cứ dân nó thấy chán mà chẳng anh đang tập năng thì phát bình năng nên lên lên mà đang hưởng hưởng và ba ca cái con này hay có nhưng mình sẽ ở si chúng ta tự tôn ca tự say information được nông nông đại cứ dùng si diêm do đã ta để mình hay sẻ thì hay là khai tăng dùng nông nông á dùng do tại id đi dùng do tại id tới dùng do được không revit dùng bên id đi dùng link đi excel tới vậy làm bao về internet chat information tạm về id vậy ok cho ngày nay nhưng mà chọn tầm năng hay giờ sủng không là năng học đi vô học bài tự dưng riêng ngày năng hay giờ ta ăn avoid hay thật tôi khné dớ này khné dớ thật là ó tại nhà nhà nó gồm
phần nhà tới trong một tiệt nữa cứ quạt quạt phơ hơi bàn được trong ca bị sơn mấy cứ để tôi chụp môi nâng ca extract data data nó cứ mau chưa tập trung bạn đi tàn đồng và quạt phơ bàn bàn ta còn ha để chụp chế những dương mix mà tập chẳng những thằng không đang quạt đang chi dương bắt to rồi tức cứ liên chấp dương xoay vô việc đang bán đang học nấy giờ tập căn cài này không cả than được cái thời ấy cứ OK, chân anh em xong chọn phần đăng hay video ai dục tích được cái ai đó sai, nó sai tại thời ca record hay thời ca convert về nè. OK, chân anh em xong chọn phần đăng online ai xem bạn bạn mình chia sẻ đồ ấy thế. OK, bye bye nha bạn. Bạn bạn quân bà mình chơi.